cứu sống thành công bé gái bị xe tông chấn thương sọ não khi đi chúc Tết cùng bà. Sáng ngày 26 tháng 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã phẫu thuật thành công cho một bé gái bị chấn thương sọ não do bị xe ô tô 7 chỗ tông trúng. Sau khi xảy ra tai nạn, bệnh nhi có tình trạng đau đầu nhiều và được đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, thành phố Hồ Chí Minh. Dựa trên kết quả cận lâm sàng và chụp CT, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị máu tụ ngoài màng cứng hai bên, xuất huyết dưới nhện dọc liềm não, lều tiểu não hai bên, dập não vùng trán nền hai bên, nứt sọ vùng chẩm hai bên. Bệnh nhân được nhập khoa ngoại thần kinh. Tại đây, các bác sĩ tiến hành khẩn trương điều trị chuyên khoa và theo dõi sát sao tình trạng tri giác của bệnh nhi. Qua quá trình điều trị và khám xét, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhi có tình trạng tri giác chậm dần. Kết quả chụp CT sọ cho thấy tình trạng máu tụ bắt đầu tăng lên đáng kể. Nhận thấy tình trạng diễn biến đe dọa tính mạng bệnh nhi, các bác sĩ tiến hành hội chẩn, giải thích tình trạng cho gia đình và quyết định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi. Ekip phẫu thuật đã tiến hành mở sọ giải áp lấy máu tụ, giải phóng chèn ép não vùng hố sau bên phải và cầm máu bằng các vật liệu chuyên dụng với thời gian nhanh nhất. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Trước đó, ngày 22 tháng 2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu, phẫu thuật điều trị cho một trường hợp bệnh nhi bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não thương tâm. Bệnh nhi là bé CN, 13 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Khai thác bệnh sử, trước đó bé cùng bà đi chúc Tết người thân ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang đứng trong lề đường chuẩn bị bắt xe về nhà với bà, bé bất ngờ bị xe ô tô 7 chỗ tông trúng văng ra đường. Vụ tai nạn thương tâm khiến em N bị chấn thương sọ não và được đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Trong những ngày nghỉ dịp Tết, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á liên tục tiếp nhận hàng trăm trường hợp đến khám cấp cứu mỗi ngày. Trong đó có rất nhiều trường hợp bị chấn thương sọ não rất nặng, nguyên nhân chủ yếu là do tai nạn trong lúc tham gia giao thông. Các bác sĩ khuyến cáo, để tránh những hậu quả nghiêm trọng do chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông ở cả người lớn và trẻ nhỏ, người bị nạn nên được nhanh chóng đưa đến cấp cứu tại các cơ sở y tế lớn để các bác sĩ thăm khám và điều trị. Khi tham gia giao thông bằng xe hai bánh, người lớn và cả trẻ nhỏ nên đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, trong các dịp lễ Tết, mọi người cần chú ý cẩn thận hơn khi lưu thông trên đường. Nếu chẳng may xảy ra chấn thương ở đầu cần đi khám ngay và phải được theo dõi sát theo hướng dẫn của bác sĩ. Tình hình giao thông trước, trong, sau những ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là Tết âm lịch thường diễn ra rất phức tạp. Lưu lượng phương tiện giao thông nhiều hơn, nhu cầu sử dụng phương tiện đi lại cũng tăng đáng kể. Không tránh những hệ lụy xấu như tai nạn giao thông nhiều hơn, nghiêm trọng hơn. Ý thức tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia trong các ngày lễ của người dân còn nhiều hạn chế cũng là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong những ngày này. Người dân nên có ý thức tự bảo vệ chính sinh mạng của mình, bảo vệ những người thân yêu trong gia đình và mọi người trong xã hội bằng cách luôn tuân thủ các quy tắc về an toàn khi tham gia giao thông. Đặc biệt, trong khi vui Tết, rất cần có tinh thần uống có trách nhiệm và không tham gia giao thông khi uống rượu bia. Để làm được điều này cần sự vào cuộc của cả cộng đồng. Bạn bè, những người thân trong gia đình phải có trách nhiệm với nhau, tuyệt đối không để người thân của mình đã uống rượu bia còn điều khiển phương tiện giao thông. Người dân lưu ý, nếu chẳng may xảy ra chấn thương ở đầu, cần đi khám ngay và phải được điều trị theo dõi sát bởi các bác sĩ chuyên khoa.